dòng máy nông nghiệp gia đình. Thì ngày hôm nay em đặc biệt mà có giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn là sản phẩm máy nghiền bột siêu mịn của em. Cái dòng này thì chúng ta có thể nghiền các dòng gạo tẻ, gạo nếp hay là các dòng nguyên liệu như là các loại hạt. Chúng ta rang lên, sau đó chúng ta cho vào máy nghiền để chúng ta hòa vào nước và uống giải khát trong những ngày nắng nóng hè này. Hiện giờ của em cũng đang là tháng 4, tháng 5 rồi. Thì chúng ta em giới thiệu cho máy này để quý vị và các bạn có thể tham khảo. Thì sơ qua về chiếc máy, toàn bộ chiếc máy của em thì đã lắp đặt ở phía trước thì là sẽ gồm có là motor 3,5 kW, đầu cối đầu nghiền siêu mịn của em đây, và kèm theo đó là chân khung bận của em đã lắp đặt đầy đủ các pulley cô loa hết rồi. Quý vị và các bạn nào mà chưa có máy thì có thể liên hệ với em, bọn em mua cả bộ với em. Còn nếu mà đã có máy rồi, có motor ở nhà rồi mà muốn tận dụng cái motor của chúng ta thì chúng ta có thể mua cho em một cái đầu nghiền thôi. Đấy, đây là đầu nghiền của bên em. Thì dòng này của em là sử dụng pulley cô loa dạng B nhé. Quý vị và các bạn mà muốn mua thì có thể liên hệ với em để có thể có cái nhu cầu để bọn em tư vấn cho nó dễ dàng hơn. Như cái thành phẩm của bên em thì bọn em cũng đã vừa mới nghiền bột siêu mịn bằng bột gạo tẻ, giờ rất mát tay. Thì cái bột này bây giờ chỉ việc là cho vào trong bát, trong cho thêm ít nước vào để chúng ta bóp nhào nặn lên để làm bánh thôi. Con này dùng rất là tuyệt vời. Năng suất của chiếc máy thì chúng ta có thể là năng suất tầm độ khoảng 15 kg trên giờ. Dùng rất là tuyệt vời khi mà cho một chiếc máy mà chúng ta chỉ việc là nghiền đúng một lần thôi, không cần phải nghiền lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy, quý vị và các bạn có thấy đây đồng nghiền siêu mịn của bên em. Thì nếu mà quý vị và các bạn mà có nhu cầu mua thêm các cái mặt sạc để thứ nhất là để sơ cua trong quá trình mà chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta đã mua cái máy rồi mà chúng ta muốn mua thêm mặt sàn để chúng ta phục vụ trong quá trình mà chúng ta sử dụng mà nó bị hỏng, hư hỏng thì chúng ta có thể quan tâm đó là mặt sàn của em. Mặt sàn 0.25 ly. Đây. Đấy, quý vị và các bạn nhìn thấy là mặt sàn 0.25 ly em đang để ngay bên cạnh đây. Motor của em là motor 3,5 kW. Chúng ta nếu mà nghiền ít thôi thì chúng ta có thể sử dụng các dòng motor nhỏ hơn như là 2 kg, 2 hay 3 kg. Nhưng mà đặc biệt các bác lưu ý là chúng ta nên sử dụng dòng tốc nhanh 2900 vòng một phút. Ta không nên sử dụng dòng tốc chậm, năng suất nó sẽ không tốt và cái tốc độ quay của nó sẽ không được đảm bảo. Đấy. Con này của em sử dụng điện một pha gia đình, chỉ việc cắm điện và phẹt thôi. Đấy. Đặc biệt một cái lưu ý nhỏ là khi mà chúng ta hoạt động thì các bác nên chú ý một chút. Đó là cái chiều da của chúng ta là chúng ta nên sử dụng ra các dòng túi vải để làm sao để mà khi mà chúng ta sử dụng thì khi mà gió thừa chúng ta nó sẽ thẩm thấu qua cái lớp vải này để tạo một cái chiều quay và chiều da nguyên liệu tốt nhất. Nếu mà chúng ta sử dụng ra các dòng túi bí hoặc là túi nhựa ấy các kiểu thì nó sẽ đẩy ngược gió ra theo chiếu gió chúng ta, đó là ngay ở phía trên cái miệng đây, nó sẽ quay để giúp cho chúng ta là đẩy cái nguyên liệu ra ngoài. Nếu mà chúng ta quá bí nó sẽ đẩy ngược lại và sẽ hoạt động sẽ không được tốt và nó không đảm bảo chiều qua chiều gió thì nguyên liệu chúng ta sẽ quẩn ở trong máy và không ra được ra bí bên ngoài. Và trên đây em đã giới thiệu sơ qua cho quý vị và các bạn là sản phẩm máy nghiền bột siêu mịn của bên em. Để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm này, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ với em theo số này.